Cách lắp đặt và sắp xếp cầu thang hợp phong thủy. Cầu thang là một vị trí quan trọng không thể thiếu trong ngôi nhà nhiều tầng. Nó không chỉ đơn thuần là cầu nối đi lại giữa các tầng, mà nó như một phần trang trí, là trục huyết mạch của ngôi nhà. Việc sắp xếp và lắp đặt cầu thang hợp phong thủy sẽ mang lại sự bình an, tài lộc và may mắn cho các thành viên trong gia đình. Dưới đây là một số nguyên tắc phong thủy trong lắp đặt và thiết kế cầu thang. 1. Vị trí của cầu thang. Không đặt cầu thang ở giữa nhà, giữa ngôi nhà được coi là vị trí trung tâm, là nơi rộng rãi nhất của ngôi nhà. Nếu đặt cầu thang ở trung tâm ngôi nhà, nó sẽ chiếm phần lớn không gian ngôi nhà, làm cho ngôi nhà trở nên chật chội hơn. Vị trí cầu thang nên đặt ở những nơi thoáng đãng, có nguồn sinh khí dồi dào ở trong nhà và đi từ hướng tốt đi lên. Thông thường cầu thang hay được đặt ở bên trái hoặc bên phải ngôi nhà, chiều xoáy của cầu thang theo chiều kim đồng hồ. Tránh đặt cầu thang đối diện cửa chính là nơi đón các luồng khí vào trong nhà, luồng khí có thể tốt hoặc xấu. Nếu bố trí cầu thang đối diện cửa chính sẽ là nơi xung đột không đáng có của những luồng khí đó, điều này có thể dẫn đến sự thất thoát tài lộc và năng lượng tích cực ra khỏi nhà. Không để xà ngang đè lên cầu thang, điều này sẽ không đảm bảo độ an toàn, khi người đi lên, xuống có thể bị cộc đầu vào đó. Không đặt cầu thang phía sau nhà hoặc cuối nhà, những vị trí đó thường rất tối tăm, ẩm thấp, suy khí. Nếu đặt cầu thang ở những vị trí đó thường không an toàn và gây bất an cho người đi lên xuống, đặc biệt là trong đêm tối. 2. Hình dạng và kích thước cầu thang. Khi thiết kế cầu thang nên chú ý đến độ dốc của cầu thang. Độ dốc cầu thang không nên quá lớn, chiều rộng cầu thang phù hợp với diện tích và kiểu dáng của ngôi nhà, vừa đủ để di chuyển thoải mái. Cầu thang xây theo hình dáng cong là thiết kế tốt nhất cho mọi căn nhà. Tránh xây cầu thang xoắn ốc. Cầu thang xoắn ốc thường chiếm diện tích lớn của ngôi nhà, có thể tạo ra dòng năng lượng xoáy, không tốt cho phong thủy. Tránh xây cầu thang có bậc lên xuống hở, bậc cầu thang hở sẽ không đảm bảo an toàn, đặc biệt là cho trẻ nhỏ. 3. Vật liệu và màu sắc làm cầu thang. Vật liệu làm cầu thang, bạn nên chọn vật liệu chắc chắn, có độ bền cao, không trơn trượt. Gỗ và kim loại thường là lựa chọn phổ biến. Màu sắc của cầu thang nên thiết kế hài hòa với màu sắc nội thất không gian xung quanh và mang lại cảm giác an lành. Tránh sử dụng màu đen hoặc màu tối cho toàn bộ cầu thang. 4. Ánh sáng và trang trí cho cầu thang. Đảm bảo cầu thang luôn đủ ánh sáng để cho không gian luôn sáng sủa và thoáng đãng, đảm bảo an toàn cho việc đi lại. Trang trí cho cầu thang, có thể trang trí cầu thang bằng cây xanh hoặc các vật phẩm phong thủy để tăng cường năng lượng tích cực. Bài viết trên mang tính chất tham khảo, giúp bạn biết thêm cách sắp xếp và thiết kế cầu thang không chỉ đẹp mà hợp phong thủy cho ngôi nhà của mình, mang lại nhiều tài lộc và sức khỏe cho gia đình. Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để có những điều chỉnh phù hợp với từng ngôi nhà cụ thể. Cảm ơn bạn đã xem video.